Vâng, em xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay tượng gỗ Đèo Phú bên em xin giới thiệu với tất cả các bác và tất cả các quý anh chị một tác phẩm bình hoa sen, chất liệu bằng gỗ Ngọc Am Hà Giang, một loại gỗ rất là thơm ạ. Và em xin nói qua về cái địa chỉ của bên tượng gỗ Đẹp Phúc Tuấn bên em ạ. Địa chỉ của bên em nằm ở trên Quốc lộ 38, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Và làng nghề em là làng nghề mộc Đông Giao, được truyền thống khoảng hơn 400 năm ạ. Và hơn 400 năm đấy ạ. Truyền thống làng nghề các bác nhá, truyền thống làng nghề. Bên em chế tác cũng như là làng nghề em chế tác rất nhiều các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, như là con giống, tượng và các hoa lá rất là đẹp. Nếu bác nào gần chỗ địa chỉ Hải Dương cho em thì anh chị có thể ghé qua làng nghề mộc bên em ngắm các bàn tay nghệ nhân đục các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Và đây là một trong số những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ mà bên tượng gỗ Đẹp Phúc Tuấn bên em tạo ra, một bình hoa sen và kết hợp với gốc cây. Và cái gốc cây này của em là làm bằng gốc cây bằng gỗ nu cà phê các bác nhá, nu cà phê rất là đẹp ạ. Và cái bình hoa sen này của em thì em chế tác là cả bông, cả hoa, cả lá, là 19 cành. 19 cành để cắm quanh thành một cái bình hoa sen này. Và chất liệu gỗ là gỗ Ngọc Am Hà Giang, có mùi thoang thoảng thơm rất là dễ chịu. Và tác phẩm này của em thì làm nguyên là bằng vẫn bằng mộc để cho cái toát ra cái mùi hương thơm của tự nhiên của gỗ. Và đây em sẽ quay sát cho anh chị xem về chi tiết về cái bình hoa sen này của em này. Thì anh chị vừa ngắm hoa sen vừa em vừa nói cái kích thước để cho anh chị cân đối cái phòng khách của nhà mình nhá anh chị nhá. Và cái kích thước đến đây ạ, em đo từ mặt đất này anh chị nhá, đến cái đầu này, cái đầu của cái nụ hoa sen này của em này cao là 1 mét, cao 1 mét này. Chiều ngang thì em sẽ đo những cái chỗ to nhất này anh chị này là 76 phân, và chiều sâu thì em cũng đo từ cái chỗ đầu hoa này đến cuối cái đầu hoa này là 62 phân. Đó là cái kích thước của tác phẩm. Bình này từ đấy em đo luôn cái bình này cho anh chị để anh chị biết luôn về cái kích thước của bình nhá. Kích thước của bình này thì cái bình này thì bên em thì làm tùy theo từng cái phôi gỗ gốc cây anh chị nhá, phôi gỗ gốc cây. Và cái bình này của em là cao là 45 phân này, cao 45, và cái chiều ngang của cái gốc cây này là 23, ngang của gốc cây này là 23 phân. Rồi đấy, đấy là mặt trước anh chị nhá. Để tiện đây thì em quay luôn cho anh chị cái mặt sau này. Hàng này thì bên em đục cắm là cắm quay tứ diện hết các bác ạ, cắm quay tứ diện hết, nhưng mà mặt chính thì quay mặt đẹp nhất thì vẫn là cái mặt đằng trước đấy, mà đằng trước cái mặt sau thì bên em đều làm đẹp hết này chị này. Đấy, chị thấy không, rất là đẹp luôn á. Rồi vào đây mặt trước này, mặt trước thì bao giờ bên em cắm cái mặt hoa thì bao giờ nó cũng là mặt đẹp nhất để cho anh chị trưng về mặt trước đúng không ạ. Đó rồi, đây chị ngắm cho em là những cái nét đục của bên em này, và những cái cánh hoa anh chị ạ, những cái cánh hoa hoa sen này anh chị biết nhá, là bên em làm giống y như thực cái cánh hoa thực mà ở trên ngoài đời luôn anh chị thấy không ạ. Đấy, những cánh này, từng cánh bên em làm rất là đẹp này, từng cái nhụy này, cái bát bên trong này. Ở đây là cái bát này, cái bát hoàn thiện là cái bát này, bát già, đây gọi là cái bát già đó anh chị thấy làm giống ạ, cực kỳ giống luôn. Và đây là cái mầm, mầm này là mầm sắp thành lá này. Đấy, đây là cái lá, rồi đây là cái mầm, bên em làm những cái đường gân đường tỉa nhá, giống y như thật đấy chị nhá. Đây nữa ạ, đây chị này, thấy chưa? Đấy, chị đừng cân lá, em làm rất là kỹ này, rất là kỹ. Đây chị này, đây là cái lụ nó chưa lở ra này. Đấy, em làm tất cả những đường nét giống y như thật một cái một cây hoa sen sống ở đời thực như thế nào thì bên em tượng gỗ Đẹp Phúc Tuấn bên em chế tác y như thực luôn đấy chị nhá. Đấy, một cái tác phẩm rất là hoàn mỹ. Và tác phẩm này thì anh chị cưng trưng vào trong phòng khách cho mình này, hoặc là anh chị trưng trong một cái đại sảnh, hoặc là cái không gian nào đấy anh chị của nhà mình chiêm ngưỡng, hoặc là anh chị có cái không gian bàn trà thì anh chị có thể là trưng tác phẩm này vào cái không gian bàn trà nhà mình cũng được, vừa uống trà vừa ngâm nghê tách trà nóng và ngắm tác phẩm hoa sen này thì rất là tuyệt vời anh chị ơi, rất là tuyệt vời anh chị nhá. Và tác phẩm này thì anh chị là muốn đặt hàng, hoặc anh chị muốn sở hữu có duyên với tác phẩm thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0977 355 637 để anh chị được tư vấn, cũng như là anh chị được làm thủ tục để nhận hàng. Khi
bên em gửi hàng đến cho anh chị nhá. Và bên em sẽ chuyển hàng đến tận nhà cho tất cả các quý khách hàng và tất cả các quý anh chị là mà mua đặt hàng của bên em. Anh chị chỉ cần ngồi nhà thôi, thì bên em sẽ chuyển hàng tận nhà đến tất cả các anh chị để anh chị sở hữu trong gia đình nhà mình. Khi bên em chuyển hàng đến thì anh chị có thể là bóc hàng ra, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà giúp em trai nhá. Vâng, đó là toàn bộ tác phẩm bình hoa sen chất liệu bằng gỗ hoa, bằng chất liệu gỗ Ngọc Am Hà Giang, một loại gỗ rất là mùi thơm, và cái phần thân là bần lu cà phê, đấy lu cà phê ạ, để kết hợp với hai loại gỗ với nhau tạo ra một tác phẩm bình hoa sen rất là đặc sắc và rất là đẹp này. Và rất mong được sự ủng hộ của tất cả các quý anh chị. Và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý anh chị vào clip tiếp theo ạ. Em xin chào và xin cảm ơn tất cả các quý anh chị ạ.